những cái cây hoa lần hai đang ra những cái đợt lụ đợt hoa cũng rất là đẹp. Xin chào các bạn, hôm nay lại quay cho các bạn xem cái lô thực dược màu cam hoa lần hai của mình. Trên cây lần hai của mình lúc này đang xuất hiện những cái bông hoa lở rất là đẹp các bạn này. Đấy, thực dược cho thu một lần rồi, bây giờ tiếp tục lại cho thu hoa lần hai. Mình thì không tưới được nước nên là hơi bị khô các bạn ạ. Nhưng mà lúc này những cái cây hoa lần hai đang ra những cái đợt lụ đợt hoa cũng rất là đẹp. Do là nó không được đồng đều, vì lúc trước mình cắt hoa thì cũng có cây cắt trước cắt sau, nên là một số cây thì nó cũng bắt đầu mới hình thành lụ, còn một số cây thì đang có lụ và đang có hoa rất là đẹp. Đây, những cái cành hoa lật hai màu sắc cũng rất là đẹp. Trước thì mình cũng vặt những cái bông hoa cái đây rồi, đây là những cái bông hoa phụ đây các bạn ạ. Cây cũng rất là tốt, rất là cao chứ không phải là không tốt đâu các bạn ạ. Thì đối với thời tiết năm nay thì cái hoa thực dược lần hai này chúng ta vẫn cho thu hoạch hoa bán ra thị trường, bởi vì cái thời tiết lúc này nó cũng vẫn lạnh, bông hoa vẫn chưa bị lỗi các bạn ạ, màu sắc vẫn là rất là đẹp, không như là những cái năm trước. Những năm trước thì tầm giờ là những cái bông hoa thực dược lở ra, màu sắc đã bị biến dạng và cái bông hoa sẽ rất là ít cánh, nó không được đẹp. Còn năm nay, lúc này gió mùa đông bắc vẫn về đều đều, nhiệt độ vẫn giảm sâu, những bông hoa lở muộn nhưng mà cũng rất là đẹp các bạn này. Như là những cái bông hoa đợt đầu, toàn bộ những cái bông hoa này là những cái cây mình đã cắt hoa đợt trước, và lúc này nó đã cho cái lứa hoa tiếp theo. Và những cây hoa này cũng rất là cao, cũng cao như là cái đợt một đấy các bạn ạ. Phía kia những cái bông hoa cũng rất đẹp, không khác gì đợt một bấy nhiêu đâu các bạn. Đây, chúng ta từ cái lúc mình cắt là cành mình bán hoa cho đến bây giờ mình vẫn chưa bón một chút phân ở đâu các bạn ạ, vẫn cứ để lên tự nhiên này. Lắng mưa thời tiết coi như là mình cũng ít khi mình tưới lắm. Đây, đất ở phía dưới này rất là khô các bạn này, và những cây cũng phát triển rất là tốt. Vì những cái bông hoa này lát nữa thì mình sẽ cắt các bạn ạ. Còn những cái cây nào mà nó ngắn mà nó ra hoa rồi thì mình sẽ lại vặt mình dùng cho bán cho những người ta làm vòng hoa đám tang các bạn ạ. Nói chung mình tận dụng được hết, không bỏ cái gì đâu. Đấy, củ ở phía dưới thì mình sẽ đào lên, mình xuất cho các bạn. Các bạn nào yêu thích hoa thực dược, nói chung là cứ liên hệ với nhà vườn nhà mình. Củ giống thì rất là nhiều, và mình sẽ bảo hành cho các bạn mặt hoa, vì nhà vườn chúng mình chuyên làm hoa nên là cái uy tín nó rất quan trọng. Nếu mà mình bán sai lệch đi thì mình lại phải có trách nhiệm với khách hàng, mình sẽ phải bồi thường cho khách hàng, chứ không thể là mình bán nhầm cho khách hàng rồi mà mình xong là mình chỉ cười xong là không được các bạn ạ. Để mà tồn tại lâu dài, đối với nhà vườn nhà mình là cái uy tín hàng đầu các bạn ạ. Còn kỹ thuật thì như các bạn đã biết, mình cũng chia sẻ cho các bạn, mình không có giấu nghề. Các bạn cứ làm theo những cái video mình hướng dẫn, thì từ những cái người mà chưa biết trồng hoa, chưa biết gì về hoa thực dược thì cứ xem những cái video của mình, các bạn sẽ thành công. Đây, những cây thực dược lần hai đây các bạn, không biết từ nay đến nửa tháng nữa nó có lở hết không các bạn ạ. Cái đợt hai này nói chung là kết thúc càng sớm càng tốt các bạn nhé. Nếu mà nó ra hoa như thế này mà các bạn mà chăm sóc được, các bạn tưới nước bón phân cho nó càng sớm càng tốt, để chúng ta tận thu cái đợt hai này. Này, những bông của nó đây các bạn này. Đấy, bông lần hai đây các bạn này. Tuy nó có hơi nhỏ hơn một chút, nhỏ là do từng cây thôi chứ không phải cây nào nó cũng nhỏ các bạn ạ. Có cây hoa như hoa đợt một luôn. Toàn bộ những cái cành của nó rất là tuyệt vời. Cây này thì mình tỉa được thì nó có bốn cành thôi, bốn cành hoa. Lúc này đang ra hoa rất là đẹp. Còn những cái cây nào mà mình không có thời gian mình tỉa thì nó sẽ ra tùm lum rất là nhiều. Và những cái cành nhỏ nó đan xen cũng rất là nhiều, nên là nhiều khi cái bông hoa lở ra nó không được to bằng. Những cái cây mà mình tỉa đi rồi thì cái dinh dưỡng nó sẽ tập trung, nó nuôi những cái cành chính thì cái bông hoa nó sẽ to hơn. Màu sắc thì vẫn rất là tự nhiên, rất là đẹp. Trời càng lạnh như này thì hoa lại càng đẹp các bạn. Toàn bộ hoa thực dược lần hai đấy các bạn này, đang có lụ, cây thì có lụ, cây thì có hoa. Nếu mà thời tiết mà nó cứ mưa đều đều, nó có độ ẩm đầy đủ, thời tiết nó lạnh một chút
thì là cái đợt 2 này hoa cũng không khác gì đợt 1 các bạn. Cây rất là đẹp. Một số cành nó yếu thì nó không đủ dinh dưỡng, thì những cái lụ ra là nó đã bị điếc. Những cành như này thì loại bỏ đi các bạn. Do mình công việc nó cũng bận rộn nên là mình nhiều lúc cũng không có thời gian đi tỉa. Những cái cây nó cứ mọc tùm lum, nó nhiều cành quá đâm là nó không tập trung được ở dinh dưỡng. Nên là một số cây nó hơi bị kém. Còn nếu các bạn mà có thời gian mà các bạn cứ đi tỉa đi, để mỗi cây khoảng độ 4 cành thôi, chăm sóc bón phân cho nó thì hoa sẽ rất là đẹp. Chúng ta sẽ lại có một cái đợt hoa đợt 2. Trên cây thì chả có dấu hiệu bệnh gì đâu các bạn ạ. Lấm phấn trắng cũng không có mà sâu thì cũng không có. Chỉ mỗi tội là thời tiết nó đang hanh khô quá, mình không tưới được cho nó đầy đủ nước thôi. Những cái cây hoa thực dược này nếu mà mình quay mình nói là cây hoa thực dược lần 2 thì chắc các bạn không tin. Nhưng bây giờ thì mình sẽ quay chúng đi gốc này để cho các bạn xem. Xem nó có đúng với lại cái gì mình đang nói không. Thì đây là những cái cây mà nó là lần 2 các bạn ạ. Đây này, những cái mầm mình còn chưa vặt hết đây này các bạn này. Đấy, những cái cành, đầu cành mình cắt đây này các bạn này. Đầu cành mình cắt đây này. Vẫn còn đây này. Đầu cành cắt hoa đấy. Đây này, những cái đầu cành cắt hoa mình vẫn còn đây các bạn này. Toàn bộ đây là những cái thân mới mọc ra đây. Đây cái đầu cành cắt đây này. Nhà vườn mình thì chia sẻ những cái gì thật nhất. Không có nhưng là làm video để câu view, câu like. Đấy, thực tế là những cái cành mình cắt cọc đây này, những đầu cành của nó vẫn còn đây này. Và cái cây này mình hiện tại lúc này mình vặt đi rồi để có 3 thân thôi. Như phía trên này thì nó sẽ rất là đẹp, như là hoa đợt 1 luôn. Và cái cây ở phía bên kia cũng vậy các bạn ạ. Nhìn thoáng qua thì không ai bảo là hoa lần 2 đâu. Ai cũng bảo là hoa lần 1 nhưng thực ra nó là lần 2 đấy các bạn. Đấy, những cái gốc của nó vẫn còn đây. Gốc tích của nó, vết tích cắt của nó vẫn còn ở dưới này các bạn ạ. Năm nay thời tiết nó cứ lạnh đều đặn như này là cái hoa lở muộn cũng rất là đẹp. Đấy, những đầu cành mình cắt hoa nó còn lại đấy các bạn này. Và cái cây này mình để 5 cành nhưng mà cũng đang phát triển rất là đẹp các bạn này. Cũng không có chăm bón gì đâu, cứ thế là nó lên thôi các bạn, vì cũng chả có thời gian mà chăm sóc cơ. Này mình cắt hoa gửi cho khách hàng, đóng hàng củ giống. Nói chung là công việc của mình nó rất là bận. Nên là cái vườn hoa thực dược chỉ khi nào mà thấy cái lá nó héo héo thì mình mới có thời gian mình tưới thôi. Mấy hôm nay thì thời tiết nó có gió mùa đông bắc nó về, hanh khô, thời tiết nó nắng cả ngày các bạn. Hầu như là lúc này mới ngày tắt nắng các bạn này. Nên là những cây hoa thực dược phát triển ở cái điều kiện thời tiết hanh khô này, cây nó rất là cứng cáp và đang bị thiếu nước. Khi mà cái đợt hoa thực dược lần 2 này kết thúc, nếu mà thời tiết còn mát mẻ thì chúng ta có thể được lần 3. Nhưng mà cái lần 3 thì hoa nó sẽ xấu hơn. Còn lần 2 này thì nó vẫn cứ đẹp các bạn ạ. Thời tiết lúc này nó còn lạnh thì hoa còn đẹp. Chúng ta còn được chơi dài, còn được ngắm hoa đợt 2 dài. Còn nếu mà thời tiết mà nó ấm lên, nó lắng lên thì những bông hoa nó lở về sau nó sẽ xấu đi. Màu sắc nó sẽ không được đẹp. Lúc đó là hết mùa hoa thực dược. Còn lúc này thì thực ra mùa hoa thực dược vẫn còn. Vẫn còn hoa thực dược để mà chơi các bạn ạ. Đấy, những cây hoa khi mà mình vặt được những cái mầm nó lên rất là đẹp. Còn không vặt được thì nó cứ ra tùm lum thì nó không được những cái bông nó to, không được những cái cành nó to như này đâu các bạn ạ. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.